Cần câu Nhật Bà Đà La xin giới thiệu với các anh lô cần tay chất liệu carbon nha. Lô cần này anh em là ưng lô nào, ưng mã số cần bao nhiêu á thì vui lòng inbox qua Zalo cho mình theo số điện thoại là 0931 272 712 và báo mã số cần và mã số video là 80 cho mình. Đó, để mình kiểm tra hàng và gửi cho anh em nha. Anh em nào nhanh tay thì còn những cây ưng ý nhất nha. Rồi thì mình ưu tiên cho các anh em nào, ví dụ anh em mình chưa trả lời tin nhắn chẳng hạn, nhưng mà những ai nhắn tin trước qua Zalo thì mình sẽ trả lời trước nha, vợ mình sẽ trả lời nha. Mình chỉ là nhiệm vụ quay video thôi, còn vợ mình sẽ là người bán trực tiếp ạ. Đó, về mình làm công việc khác chứ mình không có bán người câu, vợ mình ở nhà chăm con rồi làm thôi. Đấy, nên anh em nào ưng cây nào thì báo Zalo qua đó cho vợ mình tư vấn thêm. Rồi, đầu tiên là một cây ISO nhé. Cây ISO này 5m2, nặng 220, giá 700. Cây này nó có cá, nó có chạy xước như thế này. Hãng Star này. Đây. Đó, cái lóng đầu tiên này thì nó có chạy xước như thế. Chỗ này là dính keo này nhá. Vừa dính keo mà vừa chảy nên là nó mới như vậy, chứ còn anh em về lau chùi sạch đi. Rồi còn các lóng trong thì khá là sạch sẽ, không có chảy xước gì nhiều. Được chưa? Đấy, phân carbon này ha. Đấy, đầu lóng thì màu trắng, sau đó thì màu đen. Chỗ nào lỗi thì mình chỗ nào lỗi hoặc là chạy xước thì mình mới giới thiệu cho anh em nhé, còn chỗ nào không thì mình tút qua luôn cho nó nhanh. Đây, chỗ này thì có chạy xước một ít này. Có chạy xước nhẹ, nói chung là xước nhẹ thôi. Nhìn qua video khó là khó thấy lắm anh em. Rồi, cây này thì giá 700. Bao ship toàn quốc, tất cả hàng bên mình là bao ship toàn quốc nhé. Đơn hàng từ 200 giờ lên là bao ship toàn quốc. Rồi nhận hàng, kiểm tra hàng, rồi ok mới thanh toán. Đúng như video mình giới thiệu thì mới thanh toán, còn nếu không đúng thì các anh em chú ý là không nhận hàng nha. Đấy, cũng có thể là nhiều đơn vị khác họ. Rồi, nhiều cái đơn vị vận chuyển họ làm hư cần thì hay là họ làm hư cần đó thì mình báo với mình để mình xử lý nha. Còn cái này thì anh em về cứ kiểm tra hàng ok rồi mới thanh toán tiền, nên là không sợ bị lừa đảo như thế nào hết á, mình làm ăn uy tín mà. Rồi anh em nào xem á thì chưa đăng ký kênh á thì đăng ký kênh nhá, để khi nào mà có video sớm, có video thì các anh em sẽ biết sớm nhất và chọn được cây ưng ý nhất nhá. Rồi đây, tiếp theo là cây mã số 2. Rồi, cây mã số 2 là một cây cần tay nhưng đã được độ chế qua là một cái cán bằng tre trúc. Đó. Rồi, cây này 3m3, nặng 150g, giá 600. Cái đầu đỏ này. Cây này còn khá là mới nha anh em, không hề chảy xước luôn, không chảy xước luôn nha anh em ạ. Đó, cây này là một cây lóng ngắn nhưng mà người ta muốn dài, người ta đổ thêm cái đít tre vô như thế này. Rồi, nó đổ thêm này dài được 30 phân nữa anh em ạ. Cái này 3 mét nha. Rồi cái này giá 600. À, dài 3 mét 3 này đổ thêm này, bây giờ là dài 3 mét 3 này giá 600 này. Rồi mặt số 2 giá 600. Đó, mấy cây này là giá 600 này. Còn từ đây qua là 700 này. Từ đây qua là 700 rưỡi này. Rồi 800 này. Rồi 1 triệu, trên 1 triệu. Rồi cây số 2. Xin lỗi, cây số 3 dài 3 mét, nặng 90 gram, giá 600 luôn. Cán cuốn nhựa. Còn khuyên rồi cây này là hàng Đài Hoa này,
Anh em nhìn rõ không? Chữ đây qua này nó khá là mờ, nhìn qua video nó khó nhìn. Thấy cây này khá là đẹp. Rồi, cây này là đáng lẽ ở trên 600 nha, nhưng mình lỡ ghi 600 rồi thì thôi, lấy anh em 600 luôn, hãng đây qua đàng hoàng nha anh em. Rồi cây này còn rất là mới luôn, không chảy xước nha, mới trên 99 à, trên 95%. Rồi mã số 3 giá 600. Tiếp tục là cây mã số 4. Cây này thì màu nâu đỏ. 3m3 giá 600. Này hàng nội địa Nhật. Toàn chữ Nhật thôi, mình không đọc được. Anh em đọc được thì comment ở dưới nha. Dạ. Keo bột gì đó. Ok anh em, cây này cũng xước rất là nhẹ thôi, nhìn kỹ thì mới thấy chứ nhìn trên video thì có thể không thấy được nha anh em. Nói chung cây này xước rất là ít, mới trên 90% hết. Rồi, cây này mã số 4, 3m3 giá 600. Tiếp tục là qua cái khúc này là giá 700 nha. Rồi, cây này 36, mã số 5, 70g giá 700. Ái chà, nặng có 70g này. Đấy, hãng đây. Đấy, đây. Anh em có thể nhìn thấy này, cây này rất là mới này. Đầu cờ lóng màu xanh này, cuối lóng màu xanh này. Cây này mới trên 90% nha anh em, không chảy xước, vân carbon sờ là sướng à. Rồi cây này không chảy xước gì nhiều nha, mình không tìm thấy vết chảy xước luôn, nó chỉ vết dơ này đó, mồi cầu. Rồi cây này mã số 5, 36 giá 700. Cây này màu rất là đẹp, đầu lóng màu xanh này, các đầu lóng màu xanh. Rồi cây giá 700, mã số 5 nha. Rồi cây 3m6 tiếp tục. Cán được cuốn nhựa như thế này. Vân carbon này. Đó, Sinta này. Cây này 3m6 này. Xẹt 4P. Carbon CG này. Vân carbon nhìn khá là đẹp luôn anh em nhìn có rõ không nhỉ? Có thấy vân carbon không? Đấy, thấy chưa? Rồi, vân carbon nhìn rất là đẹp luôn. Đó. Cái này là của hàng Đài Loan luôn nha anh em. Rồi, cây này giá 700, 36. Mã số 6, giá 700. Tiếp tục là cây mã số 7 giá 700 luôn. 36, nặng 100g. MNK12R. Gì đó, nói chung là hàng này mình không đọc được, chữ Nhật mình không đọc được nha. Hàng nội địa Nhật. Cái này xước cực kỳ nhẹ luôn, mới trên 95%. Này ở các cái chỗ như thế này thì nó có xước nhẹ này. Đó. Đây có một vết xước thôi này. Mới trên 95% nha. Rút ra thẳng tắp, nói chung là mấy cây ngắn ngắn này rút ra khá là thẳng. Đấy. Rồi, cây này khá là mới. Rồi, mã số 7 giá 700, 36. Tiếp tục là một cây mã số 8. Cây này 5m3, giá nặng 190g, giá 700. K
cán cuốn nhựa như thế này. Đây nó bị bong cái nhựa ra, anh em có thể cuốn keo lại cũng được, hoặc là cuốn nhựa lại. Cái này nói chung là có chảy xước ạ, chỉ có chảy xước thôi. Đợt mạnh nha, tất cả nãy giờ đều là đợt mạnh nha anh em ạ. Đó, cái này nó đó, nó như thế này. Nói chung nó rộp rộp lên cái lớp keo ở ngoài á, li ti li ti. Còn chỗ này thì có xước nhẹ. Nói chung là cây này có xước nhẹ nha, dài 5m3, cũng khá là thẳng. Đấy, khá là thẳng anh em nha. Rồi, rồi cây mã số 8 giá 700. Tiếp tục là một cây mã số 9 cần ráp khúc giả trúc. Đấy, cây này 36, mã số 9 giá 700, nặng 120g. Rồi, khá là ok. Để mình ráp lại xem cái độ thẳng nha. Cây này cũng không có chảy xước gì nhiều nha, mới trên 90%, xước rất là nhẹ thôi. Đó, trần cần ráp khúc giả trúc, nó có hơi võng nhẹ ở đầu cần này. Cần Nhật bãi nó làm câu cảm giác rất là nhiều, chủ yếu là cần câu cảm giác. Cây này còn khá là mới nha anh em, trên 90%. Cây này mã số 9 giá ta giá 700. Rồi, cây giá cũng rất là đẹp. Rồi tiếp tục là cây mã số 10. Từ cây số 10 lên là giá, cây số 10 là giá 730 nha. Cây này là hàng xoắn X này. Cán này, cán được cuốn như thế này. Lớp da thì phải, nói chung không phải da, này là keo. Đó, tên này, thương hiệu này. Rồi cây này là dài 4m1. Phải 4m1 không ta? Chờ mình chút nha. Rồi cây này đúng 4m1 anh em ạ. Cây xoắn X này. Xin lỗi, xoắn thôi chứ không phải là xoắn X. Xoắn vòng này. Anh em nhìn thấy xoắn không ta? Không? Đấy, thấy không? Xoắn khá là đẹp. Nói chung là nó cũng có sức nhẹ, chứ không phải là không nha. Rồi cây này khá 730, giá khá là hợp lý. Ở thẳng nha. Rồi, cây mã số 10 giá 730. Tiếp tục là một cây mã số 11. Đây, thương hiệu đây. Hàng nội địa Nhật nha anh em. Này có một vết, à không phải, cái này là keo hả? Keo cơ mùi gì đó. Cái này xước khá là nhẹ thôi. Rồi, để mình ráp lại cho anh em xem nhé. Rồi, cây này 4m8, nặng 180g, mã số 11, giá 750. Ở đầu cần nó có cái độ võng nha, câu cảm giác. Bên Nhật thì họ không có làm cần bạo lực giống như bên Trung Quốc. Bên Nhật thì họ câu chủ yếu là cảm giác thôi, nên là anh em cần muốn cần bạo lực mà hàng Nhật thì khá là hiếm. Rồi, đây, cây mã số 11, dài 4m8, giá 750.
Tiếp tục là cây mã số 12, hàng Olympic. Vẫn là cành già chút nha nha. Hai, bốn, cây này có 6 lóng, cây này dài 5m3. Rồi, không hề lỗi, không hề chảy xước nha nha. Mới trên 90% đó. Nói chung là cái cây này thì nó cũng võng nha, võng như cái cây 4m8 nha rồi. Võng cũng khoảng đó. Rồi, cây mã số 12 này 750, nặng 160g. Tiếp tục là một cây 6m3, nặng 190g, giá 750, mã số 13. Cây này thì màu nâu đỏ này. Cây này rất là đẹp nha anh em. Hàng Olympic nè. Này. Đấy, Olympic. Rồi. Cây này còn nút này. Các cái vân ở chỗ này làm khá là đẹp luôn. Đó. Lóng nào thì cũng như vậy nha. Rồi để giờ mình ráp lại cho anh em xem. Rồi cây này khá là võng này. Võng gần nửa cần anh em ạ. Đó, khá là dẻo luôn. Cần khá là nhỏ. Đó, nên là nó có cái độ võng như vậy. Thấy không? Khá là dẻo luôn. Anh em nào có cảm giác thôi nha. Chứ bạo lực thì cái này chịu rồi đó. Rồi, nó chỉ nhỏ bằng ngón trỏ của mình thôi. To hơn ngón út xíu, nhỏ hơn ngón trỏ luôn. Đó, rồi cây mã số 10. Cây mã số 13. 6m3 giá 750. Video 80. Rồi tiếp tục qua bên đây là lô cần này, là ba cây này là giá 800 nha. Đó, giống có hai cây dài chút này. Một cây thì màu xanh rất là đẹp. Rồi. Cây này còn khá là mới cán này, cuốn nhựa này. Đấy, cây này là hàng nội địa Nhật anh em ạ. Giá 800, 4m này, mã số 14, nặng 80g, 4m mà nặng 80g. Khá là nhẹ, đầu thì màu trắng như thế này, màu sữa. Đọt này thì khoảng 3H. Đấy, cây này thẳng tưng anh em ạ. Thẳng tưng luôn nha. 4m nhưng mà thẳng tưng luôn, nhỏ xíu thôi, nhỏ hơn ngón út của mình nhiều, nhưng mà rất là thẳng, màu sắc rất là bóng vậy này. Thấy không? Đấy. Thấy không? Chỗ này màu sữa nha, màu trắng sữa. Đó. Rồi, cây này là mã số 14, giá 800, dài chút, bạch màu trắng sữa. Tiếp tục là cây mã số 15. Đi câu về hả ông giáo? Cây mã số 15, 4m2, nặng 100g. 4m2 nhưng nặng 100g nè, khá là nhẹ. Giá 800 luôn. Dính keo, dài chút này. Thấy không? Anh em nhìn rõ. Đấy. Bóng bẫy ghê luôn, đẹp. Đọt này thì khoảng 2H. Đây là cái đầu này nó hút bị chóc sơn không ta? À, không phải, dính sơn. Dính sơn nha. Rồi.
Cây này cũng thẳng luôn nha anh em, không có bị võng nha. Hơi nhẹ võng xíu thôi, không ăn thua. Nói chung là khá là ok. Đẹp. Rồi, cây này mã số 15, dài 4m2, nặng 100g, giá 800. Cán được cuốn nhựa này. Rồi. Mã số 15, giá 800, 4m2, nặng 100g. Tiếp tục là một cây này, cây ra cần rút nha. Cây này 4m5. 4m5, nặng 140g, giá 800. Mã số 16, hàng Am Peking. Đấy. Màu xanh này. Màu xanh không phải màu đen đâu nha anh em. Xanh khá là đẹp. Sao nhìn không thấy nhỉ? Không lên màu xanh nè. Trên video khó nhìn quá. Màu xanh khá là đẹp nha anh em. Rồi, cây này cũng không hề chảy xước. Không chảy xước nha anh em. Mới trên 95%. Đây có xước nhẹ. Rồi, nói chung là cây này mới trên 95%. Giá 800. Cán như thế này. À, dưới đây thì nó có bị xước này, chảy này. Rồi, tiếp tục là còn lại bốn cây này. Cây mã số 17. Cây mã số 17 là 1 triệu nha. 3m5, nặng 200g. Cây này thì phôi carbon rất là dày. Đây, cái cán của nó làm theo kiểu sần sùi như thế này, chứ không phải là nó rộp keo đâu nha anh em. Không phải chụp sơn nha. Cán làm theo sần sùi như vậy đó. Rồi, hàng nội địa Nhật. Đây, anh em có thể nhìn nè. Đây là dơ nha. Phôi rất là dày luôn nè. Cây này thì khá là dày. Cái này, đòn này chắc cỡ 6H, 6-7H. Nó có vết xước ở đây. Rồi, cây mà số 17 3m5, khá là tiếc ha. Cây này mà 36 thì hả, mấy anh đi giải ngon. Rồi, cây mà số 17 nặng 200g, tại vì nó dày lắm, phôi nó dày lắm nên là nó rất là nặng. Rồi, giá 1 triệu. Rồi, tiếp tục là hai cây siêu to khổng lồ. Thôi mình giới thiệu cây số 20 trước nha, tại cây này nó bị sót lại nên là mình bỏ vô sau. Cây này là hãng Suzumi, này là mã số 20 nha. Cây nãy là 17 này, cây này là số 20 này. Đó. Cây này là giả trúc này. Này giả gỗ thì đúng hơn. Giả trúc thì nó phải có mắt, còn này là không giả mắt. Giả gỗ. Cây này thì đọt khoảng 4H. Đây có xước nhẹ này. Còn lại là mới keng nha, mới trên 95% luôn. Ok. Đây có một vết chày. Rồi, lóng của nó là nhỏ hơn ngón tay út này. Cái này 3m4. Xin lỗi, 3m5, nặng 90g. Rồi, mã số 20 giá là 700. Đó, cái này 700 nha. Cái 20 đó. Rồi, tiếp tục xuống là cây 18 và cây 19 này. Cây 18 là một cây 7m6. Cây này thì nó cái cán nó bị mẻ chỗ này. Đó, anh em nhìn thấy cái vết mẻ không? Đây này. Thấy chưa? Đấy. Cán cuốn nhựa này. Cái mẻ là cái miếng kim loại ở đây á, chứ không phải là cái cần đâu. Hàng Olympic này. Hàng này là đánh bạo lực nha. Nó khá là to. Cây này 7m6, nặng 550g, là nặng nửa ký. Mà số 18 giá 1,1 triệu. Hàng Olympic. Rồi, để mình kéo cho anh em xem. Đọt mảnh nha.
đọt khá là nhỏ. Anh em có thể về cắt bớt đọt, thì muốn làm đọt cứng thì cắt bớt đọt hoặc là thay cái đọt khác vô. Có sức nhẹ chỗ này này, nói chung là có sức nhẹ thôi chứ không có nhiều đâu, khá là đẹp, còn khá là ok, giá 1,1 triệu quá hời. Đấy, đánh bạo lực dành cho anh, các anh nào khỏe nha, đánh bè đánh biển nha, không dài thòn lon, hàng khủng mà, đánh cá khủng mà, đó thấy chưa, có võng nhẹ nha, to dài mà thì nó phải có võng, nhưng mà võng như thế này thì không ăn thua. Đấy, cây này anh em nhanh tay thì còn nha, khá là rẻ, nhưng nó không bị cái lỗi này thì là phải 1,5 triệu nè. Nó bị cái lỗi chỗ này nên mình lấy anh em 1,1 triệu thôi nha. Đó. Rồi nói đến 1,5 triệu thì có ngay là cây này 1,5 triệu, 7m8. 7m8, cây này nặng 440g, nhẹ hơn cây hồi nãy nha. Rồi. Cây này thì chiều dài lóng của nó cũng dài hơn. Chiều dài lóng của nó để mình xem nha. Rồi chiều dài lóng của nó là 1m3. Đấy, cây này còn khá là mới. Ok. Hàng này à, đây. Anh nào đọc được chữ Nhật, chữ đồ thì đọc này. Đấy, hàng nội địa Nhật nha anh em. Cây này đọt bự hơn nha. Cây này đọt khoảng 6H, 6-7H nha. Đọt chống xoắn này, đầu bu chống xoắn này ha. À. Kéo ra xem. Cây này thì không chảy xước gì luôn, không chảy xước nha, mới cây này phải mới 98%. À, khủng. Dài thòn lon. Rồi, đây. Đấy. Nó hơi võng nhẹ xíu. Nói chung là hàng mà hàng dài á, hàng 7-8 mét như thế này á, mà cái độ võng như thế này thì gọi là không võng nha. Gọi là không võng á. Hàng này đánh đánh quái thú nha. Thấy anh em nào thích cần dài đánh quái thú thì đây. 7m8. Rồi xin chào tất cả các anh em. Anh em nào lấy cây nào á thì vui lòng nhanh inbox Zalo cho mình theo số trên điện thoại để vợ mình tư vấn thêm cho các anh em xem nha. Rồi. Trước đây là mình đã giới thiệu cho anh em là 20 cây nha. Đó, rồi, xin chào tất cả các anh em. Anh em nào không nhìn rõ Zalo á thì ở đây. Số đây. Rồi, xin chào. Hẹn gặp lại. Và nhớ nhấn đăng ký kênh để có video mới nhất ra là anh em sẽ biết ngay nha. Chào tạm biệt anh em.